Ôi trời ơi, siêu phẩm, siêu phẩm, siêu phẩm. Em ngắm này, phơi nắng nhiều này, bạc hết BU rồi. Đấy, đây này, trên này nữa này, bạc BU và đấy, anh em mình ngắm cho em. Đã từng được phơi rất là lâu rồi. Cái này thì về xài là êm luôn. Nó cũng bắt đầu có những cái dấu hiệu mà ran bởi vì nó nóng quá ấy. Tay em đặt vào đây mà cũng thấy nóng ran lên rồi. Thì nó hơi ran một chút. Quá lâu rồi, để quá lâu rồi. Cái này rộng là 1m1. 1m1. Cây này chịu lắm anh em ơi. Cây này thì rất là chịu nhá. Nó không kém gì với cái hàng Bachi đâu. Chiều dài của nó là 4m10, 4m12. 4m12. Rất là chịu. Cây này thuộc diện là hồi xẻ, nó nằm trong một trong những cái tấm mít mà trong cái cây nu á. Cây nu nguyên một khung nu rồi khách chốt một khúc anh em, khách chốt một khúc, còn còn một khúc thì đem xẻ. Cây này hồi video có video đó anh em mình có thể theo dõi lại, anh em ngắm chưa, nó rất là chịu. Bởi vì cái này em đã kiểm nghiệm thực tế là khi mà làm xong là để ở ngoài chỗ đây này là khoảng nửa năm mà cái đầu của nó chỉ có răn như thế này thôi này, phơi nắng á. Phơi nắng anh em mình nhá, nửa năm mà cái đầu nó chỉ như thế này thôi, không thì chỉ mới đưa vào nhà đây thôi. Anh em ngắm kia, phe cảnh như thế này luôn. Rộng là 1m1, rộng 1m1, dài là 4m, là 4m12. Chiều dày của nó là 10 gần 12, 11.5 nhé. Đó, anh em mình ngắm trên này, êm tít luôn nhé, đầu êm tít luôn, một tấm bìa trong cái cây mít nu năm ngoái hay năm kia không nhớ rõ nữa đâu, khá là lâu rồi. Êm này, phơi nắng này anh em mình thấy không, phơi nắng cỡ này luôn này mà không mò miếng gì luôn, êm tít. Anh em nào mà sở hữu được cái sản phẩm này về thì sử dụng là êm luôn đấy, là BU nên là anh em mình xài miết miết luôn được rồi. Dày 12 nhé anh em mình nhé. Anh em có yêu thích, có quan tâm thì cứ lên bình luận. Sản phẩm thì em cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm khác nhau. Cái hàng đây thì chất liệu là hàng của mít, mít nhập anh em mình. Thực tế nhìn cái vân của nó rất là đẹp. Đối với hàng mít thì anh em mình biết rồi, nó rất là chịu. Ngay cả ở những cái hàng Việt mình cũng thế, người ta rất là ưa chuộng bởi vì nó không có nứt nẻ gì hết. Ok, em xin kết thúc video đây nhé. Anh em mình có quan tâm thì cứ inbox cho em. Hẹn gặp lại anh em mình trong những video tiếp theo.